em à, tuấn lên tiếp chiếc uh, bộ mic driver mic h độc lập mic h cây đây gọi là mic đứng ạ. em nhấc cái dọ này của nó ra cho bác nhìn này à, model của nó là r nhé củ cũng còn zin luôn và cái củ này của nó chống rung rất là tốt bác nhìn này đây nhá đây này củ chống rung tất cả trong này bằng cao su này bác có thể kéo này này đệm cao su này Đấy. cao su hết bào mít zin cho bác luôn à, con này thì dùng các bác có thể kéo lên cao kéo cao xuống à, đây là nút bật nguồn bật nguồn nó còn có cả đầu của nó nữa đây là nắp này. nó còn có cả đầu thu âm của nó à, cái cái đầu thu để cắm vào trong âm ly còn cái này là mic các bác nào muốn cao thấp thì bác vặn này ra kéo lên cao thấp Đấy. và ở dưới cùng này cái cái đế này của nó cái đế này của nó là đế đế bụi bác nhá Bụi, bụi lông bụi lông chưa dọn thôi dọn nó là sạch tinh luôn à, cái này các bác có thể xoay ngang xoay dọc được đây là quả bi trục có xoay ngang xoay dọc được à, còn pin pin thì các bác lắp ở đây này pin lắp ở đây lắp pin ở đây đấy lắp pin ở đây lắp pin ở đây đây là chiếc mic để giữa phòng hát để các bác có thể vừa hát vừa biểu diễn vừa hát vừa biểu diễn để nuôi chim tùy đấy à, bộ mic này còn cả cái đầu thu nữa nhé các bác còn đầu thu zin theo hết đấy À, bộ mic này gồm có cây mic này nhé. Cả một cây mic này một cái đầu thu nữa. Tóm lại là để cho bác hát trọn vẹn. Cứ cắm vào âm ly là hát thôi. Hát rất là hay luôn. Mà thu à, Để cho bác mức giá 3 triệu 900 nghìn. 3 triệu. 3 triệu 9 ạ. À. 3 triệu 900 bác nhé. Đây 900. Đây. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. 3 triệu 900. Bộ này. vừa Hát vừa thu rất là hay luôn. Ok rồi ạ đây để em xem cái đầu thu của nó đâu em báo cho bác luôn à đầu thu em để ở ngoài cái ngoài cái cái uh, gian tròi ngoài kia rồi có đầu thu hết cho bác đầy đủ bộ đây là giá cả của cả bộ là ba triệu chín ạ chào các bác